Xin chào mọi người đã quay trở lại video clip tiếp theo của Garatom. Hôm nay bên Tom Auto Center nhận một chiếc xe Mazda 6 bị móp ở ngay cái phần hông phía đằng sau xe. Thì anh kỹ thuật viên đầu tiến hành sử dụng công cụ dịch móp và tạo hình cho cái phần ốp lườn này. Sau đó là những anh bên dán đề can dán một cái lớp BBF màu đen xung quanh những cái phần viền chrome và phần cản cho chiếc xe trở nên hầm hố hơn so với những cái nẹp chrome bóng. Em này thì đời 2020 nên khi mà dán cái lớp đề can đen này lên thì rất là đẹp. Tiếp theo những anh kỹ thuật viên vệ sinh chi tiết cho cái phần nóc của em Mazda 6 này, gỡ những cái nẹp và vệ sinh thật sạch những cái phần bụi bẩn, xi măng có thể là khi mà di chuyển trên đường và những cái chất làm ảnh hưởng đến cái lớp đề can này, tiến hành kéo dán lên phủ toàn bộ phần nóc xe. Khi mà dán cái phần màu đen này lên đó, làm cho cái phần kính trước, kính sau và cái phần nóc đồng nhất và nhìn cho chiếc xe cũng khá là cứng cáp hơn. Tiếp theo dùng dao rọc giấy để rọc những cái phần đề can thừa và cũng không quên gập mép lại cái góc của đề can cho cái phần dán chắc chắn và kỹ hơn. Như quý anh chị đã thấy, khi mà dùng cái dụng cụ chuyên dụng này đẩy lên cái lớp đề can sẽ tạo nên những vết xước, mà đừng lo, trên cái lớp đề can này đã có phủ một cái lớp ni lông bảo vệ. Khi mà chúng ta gia công xong cái phần nóc này thì lột cái lớp ni lông giúp cho cái đề can sáng hơn và bóng hơn, hạn chế những cái phần xước trong quá trình dán. Và phần nóc phía sau cũng được tiến hành tương tự như vậy, cũng không quên đục một lỗ ở cửa sổ trời. Cái phần cửa sổ trời cũng khá là quan trọng, bởi cái phần cửa sổ trời này là nơi tiếp xúc trực tiếp với lại nước mưa. Nếu mà dán không kỹ thì cũng có thể làm lòn nước mưa vào và gây nên dột cái phần la phong trần. Sau khi dán xong cũng không quên gài lại những cái phần nẹp cho chiếc xe trở nên đồng bộ hơn và nguyên dạng như ban đầu. Sử dụng máy kho nhiệt để cho cái lớp đề can trở nên mềm hơn, bởi vì đây là cái lớp đề can rất là dày, có thể chịu được một cái phần lực va đập. Phần ốp lườn của em Mazda này cũng đã được đưa vào phòng sơn, và qua kinh nghiệm lâu năm thì anh kỹ thuật viên đã tái tạo lại những cái lớp nhám và những cái lớp bóng cho chiếc xe nguyên bản như ban đầu, đặc biệt là phải đồng màu, bởi vì em này cũng đã sử dụng được khoảng gần 3 năm nay rồi.